Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Hôm nay Khải Toàn sẽ tra lá số 1997 Đinh Sửu sinh tháng 8 dương lịch. Khải Toàn tra theo bát tự tứ trụ, tìm ra dụng thần mệnh khuyết và những mật mã căn bản. Trong bát tự tứ trụ, mệnh ngày sinh là hạt giống. Người này sinh ngày Giáp hành mộc dương. Giáp mộc đại diện cho cây to, người mạnh mẽ, khó khuất phục và khó luồn cuối trước ai khác. Người sinh ngày Giáp mộc thông thường cần một ít hỏa và cần kim. Giáp mộc đại diện cho cây to, cần ít hỏa để sưởi ấm và cần kim. Cần ít hỏa để sưởi ấm và cần kim để chặt bạc. Trong bát tự tứ trụ, trụ tháng có lực mạnh nhất. Người này sinh tháng Thân hành kim, tiết khí lập thu. Kỵ thần đầu tiên của mệnh là kim. Kim rất rượu. Kỵ thần thứ hai là thủy. Và cũng khó tiếp nhận thêm thổ. Thiếu khuyết là cần. Nói về tính cách, ngày sinh Giáp mộc đại diện cho cây to lớn, tính cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, tính cách còn ảnh hưởng bởi năm sinh và tháng sinh. Sửu đại diện cho trầm tính, muốn thành công thường nỗ lực rất nhiều. Thân đại diện cho hướng ngoại, thích tự do, giỏi giao tiếp. Thân kiêu căng và khó chịu thua thiệt ai. Đối với cách cục mệnh này, luôn cần sự trợ giúp, tương trợ mới dễ hành vận. Làm đơn thân khó thành. Nếu một người sinh cùng ngày tháng năm nhưng khác giờ sinh, nếu sinh vào giờ Dần, người này sẽ có mật mã lộc thần, dễ phát tài hơn mệnh khác, hoặc sinh vào giờ Mão cũng khá tốt. Ngược lại, mệnh có thể kém hơn nếu sinh vào giờ Thân. Xét về mật mã, người này có mật mã thiên tài. Người này sinh ngày Mộc Dương trong tứ trụ trên thiên can. Có thổ dương đại diện cho mật mã thiên tài. Thiên tài đại diện cho đầu cơ, giúp người, thiện nguyện, có lòng tốt. Người này có mật mã đào hoa hàm trì, đại diện cho duyên ăn nói, khéo giao tiếp. Có cả mật mã quý nhân, đại diện cho cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, dễ tai qua nạn khỏi. Và có cả mật mã hồng diễm, đây là mật mã đào hoa của nữ giới. Bản thân là mộc, cung ta khắc là cung tài. Đối với mệnh nam, đây là cung tài, cung cha, cung vợ, cung phụ nữ. Thổ trong mệnh rất dày, đại diện cho dễ tái hôn. Mình là ngày dương, cung chính tài là thổ âm. Mệnh có nguồn tài rất dồi dào. Tuy nhiên, có một số cách cục tương tự. Đây là người nghèo sống trong nhà giàu, tức gia cảnh khá giả nhưng bản thân không có nhiều quyền quyết định. Mệnh này cần nương trợ hoặc là vào thời vận có mộc mới có thể phát huy được, thân vượng mới quản được tài. Sinh ngày mộc nhưng mà không đủ mộc, kim quá vượng khắc mộc, cuộc đời dễ hình khắc. Xét theo đại vận, hiện tại đang khoảng 27 tuổi. Đang hành vận Ất Tỵ. Ất hành mộc âm, Tỵ hành hỏa dương. Đây là giai đoạn khá tốt, được sự tương trợ giúp đỡ, có nhiều tinh thần sáng tạo, nhiều cơ hội trong công việc và tài lộc. Tỵ còn là mật mã văn xương, đại diện cho tài hoa, sáng dạ, thông minh. Mệnh thiếu mộc. Hầu hết sau 20, tất cả những đại vận đều có mộc, được xem là mệnh tốt.
trong giai đoạn 51 đến 60, hành vận lộc thần, đây là giai đoạn đại phát tài. Người thiếu mộc trên bàn làm việc nên có tượng gỗ, tượng mèo, tượng hổ hoặc là viên đá thạch anh xanh lá cây. Thiếu hỏa nên dùng tượng ngựa, dê, rắn, thạch anh tím. Dưới chân nên có tấm thảm màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Người thiếu mộc sưu tầm dài dép, túi xách, nón đẹp là mộc đẹp, thích hợp đeo vòng gỗ trầm và rất thích hợp ăn chay. Tụng kinh gõ mõ cũng đại diện cho mộc, thắp nhang đại diện cho mộc hỏa. Người thiếu mộc hỏa, nhà ở nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Ánh nắng buổi sáng là dương khí, ánh nắng buổi chiều không phải là hỏa tốt. Người thiếu mộc hãy du lịch về hướng đông hoặc hướng đông nam. Trong nhà ở, kệ sách, ban công có cây cối, bàn làm việc có cây nhỏ, giường bằng gỗ, đồ dùng bằng gỗ, tất cả đều hành mộc. Mệnh thiếu mộc phù hợp hợp tác với người sinh vào mùa xuân, thiếu hỏa hợp tác với người sinh vào mùa hè. Quý nhân của người này là chữ Sửu và chữ Mùi. Tất cả những ai có chữ Sửu hoặc chữ Mùi đều là quý nhân của người này. Kỵ người sinh cùng mùa sinh, tức sinh từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch. Đối với năm tháng, người này kỵ chữ Thân và chữ Dậu. Xét theo tiểu vận, trước năm 2021 không phải là thời vận tốt của mệnh. Từ năm 2018 cho đến 2021 đa phần là do kim, thủy, thổ quản. Từ năm 2022 trở đi đa phần là do mộc, hỏa quản, tốt với mệnh thiếu hỏa và thiếu mộc. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.